Đây là lầu 4 của mình ha. Có một cái hồ bơi mini ở đây để mà cho mấy em bé mình bơi hoặc là gia đình mình bơi trên này ha anh chị. Wow, quá đã luôn. Hồ bơi sân thượng mới chịu nha anh chị. Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu anh chị là một căn nhà lầu có chỗ đậu ô tô cho mình luôn nha. Đó, đây đây, quá trời cao luôn anh chị. Phía trên là có cái hồ bơi của mình luôn nha anh chị ơi. Một căn nhà ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho. Địa chỉ cụ thể là hẻm Trần Ngọc Giải nha anh chị. Đó, và cách đường Trần Ngọc Giải chỉ có là 20m thôi nha anh chị ơi. Và đường trước nhà của mình là đường rộng 4m nha anh chị. Đường này thì ô tô tải 3,5 tấn mình vào được ha. Đường này là đường thông, đường công cộng nha anh chị. Đây là nhà của mình nha anh chị. Đó, đậu chiếc ô tô cho anh chị lấy uy tín luôn nha. Chiều ngang của nhà mình là ngang là 8m21. Chiều dài là 4,22 nha anh chị. Tổng diện tích là 32,9m2, thuộc là khu phố 10, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đó, 32,9m2, full đất ở tại đô thị, chủ quyền nhà cấp 3 cho mình. Diện tích sàn là 131,6m2 nha anh chị ơi. Đó, và nhà của mình là đầy đủ công năng tiện nghi luôn nha. Và em mời anh chị mình vào trong mình tham quan nhà của mình nha anh chị. Nhà của mình thì cách siêu thị Go là tầm khoảng là 1,5 cây số, cách ngay chỗ sân vận động tỉnh Tiền Giang ngay chợ đêm phường 6 khoảng 500m thôi nha anh chị ơi. Và cách ngay chỗ giếng nước thành phố Mỹ Tho cũng khoảng 1,5 cây số, mà ra ngay chỗ cảng du thuyền thành phố Mỹ Tho cũng khoảng 1,5 cây số thôi. Nói chung là căn nhà ngay trung tâm luôn nha anh chị. Đó, đây là cái chỗ mình đậu ô tô nè. Đó, rồi bây giờ mà anh chị mình vào tham quan ha. Nhà của mình thì ngang 8m2 nha anh chị. Đó, đây là nguyên cái diện tích của nhà mình ha. Và chị chủ chào giá là 3.550.000.000 nha anh chị ơi. Đây là cái tầng trệt của mình dùng để đậu xe ha. Đây là nhà tắm toilet của mình ở dưới tầng trệt nha anh chị. Đó, nhà mình như một cái khách sạn luôn nha anh chị. Đây. Đó, ok. Xe du lịch này là ra vô mỗi ngày cho nên chị yên tâm ha. Rồi bây giờ em mời anh chị mình lên lầu đầu tiên của nhà mình nha. Đây, đem bỏ giúp em đi lên. Đây là mình đang lên lầu 1 của nhà mình nha anh chị. Một căn nhà nhỏ nhưng mà diện tích xây dựng là full luôn. Đây là cái lầu 1 của mình ha. Đó. Thì gia chủ cũng đang ở trên này luôn nha anh chị ơi. Nơi đây ngay trung tâm thành phố cho nên điện nước đầy đủ hết cho mình. Đây là nguyên một cái phòng không gian sinh hoạt chung ha. Nhà bếp của mình thì ở đây ha. Có cửa sổ thông thoáng nha anh chị. Đây là nhà tắm toilet ở lầu 1 của mình. Lavabo, điện nước đầy đủ nha. Ngay khu vực trung tâm thành phố nha anh chị. Đó. Rồi, gọn nhẹ lắm anh chị. Em quay thì cũng rất là tiện ha. Đây là cái ban công của mình ha. Đó, ban công lầu 1 của mình. Rồi bây giờ mình tiếp tục lên lầu 2 nha. Đây, lầu 2 của mình thì sẽ là phòng ngủ nha anh chị. Đó, cũng có ban công luôn. Còn đây là cái phòng ngủ của mình nha. Đó, đây là cái phòng ngủ của mình. Và phía trong này là nhà tắm toilet. Đó, phòng ngủ mình thì có nhà tắm toilet ở đây. Và nhà tắm toilet cũng có cái bồn tắm rất là rộng rãi luôn ha. Đó. Và đây cũng có cái view cửa sổ nhìn ra nè anh chị. Đó. Rồi bây giờ em sẽ ra cái ban công cho anh chị coi nha. Đây là hiện tại đang ở lầu 2 nha anh chị. Đây là ban công của mình ha. Ban công lầu 2 của mình. Đứng đây là anh chị có thể nhìn thấy được sân vận động tỉnh Tiền Giang ha. Bên bển là tổ chức đá banh và hồ bơi bên bển ha. Ngay chỗ đó là chợ đêm phường 6 nha anh chị. Đó. Rồi, bây giờ tiếp tục mình lên lầu 3 nha anh chị. Ây da. Rồi, trên này là lầu 3 của mình ha. Lầu 3 của mình thì sẽ được thiết kế 2 phòng ha. Một phòng ngủ nhỏ như vậy. Đó, một phòng ngủ nhỏ ha. Cũng có view nhìn ra, cửa sổ nhìn ra luôn. Còn bên này là cái phòng... đây là phòng tập gym, tập thể dục của chú gia chủ.
cũng có cái view nhìn ra. Đứng đây là mình nhìn thấy được cầu Rạch Miễu nha anh chị. Còn đây là nhà tắm toilet trong phòng của mình ha. Rồi. Rồi bây giờ mình lên lầu 4 nha anh chị. À lầu 3 của mình cũng có ban công nè anh chị. Đó. Cũng có ban công nhìn ra đường Trần Ngọc Giải nè. Đó. Bên kia là cầu Rạch Miễu đó anh chị thấy không ạ? À? Đây em xuống coi đó. Đứng đây là nhìn thấy cầu Rạch Miễu luôn. Còn bây giờ mình sẽ lên lầu 4 nha anh chị. Đây, và điều đặc biệt của mình là trên lầu 4 là có hồ bơi. Đó. Quá đã luôn. Đây là lầu 4 của mình ha. Có một cái hồ bơi mini ở đây để mà cho mấy em bé mình bơi hoặc là gia đình mình bơi trên này ha anh chị. Wow. Quá đã luôn. Hồ bơi sân thượng mới chịu nha anh chị. Đó. Đây là có hệ thống máy lọc nước nè. Máy lọc nước của hồ bơi nè. Đó, hệ thống chạy rất là ok nha anh chị. Đây cũng có cái view sân thượng nhìn ra ha. Đây, đó anh chị nhìn thấy không? Sân vận động tỉnh Tiền Giang, bên kia là cầu Rạch Miễu ha. Đó. Ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho luôn. Đường rộng 4 m, xe tải 3 tấn rưỡi vào được nha anh chị. Dân cư thì cực kỳ đông đúc luôn. Và cách đường Trần Ngọc Giả chỉ có 20 m thôi. Và căn nhà này bán với giá là 3.550.000.000, nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh chị. Đó. Nguyên cái hồ bơi của mình trên này ha. Rồi, anh chị nào muốn mua liên hệ trực tiếp em nha. Nhà 4 lầu nha anh chị. Ở cái này là cái sân thượng, là tính ra 3 lầu 1 sân thượng nha anh chị. Đó. Rồi chào tạm biệt anh chị ha.